Xin chào quý vị. Đây là bức tranh vẽ của SQ Đà Lạt với nội dung là một bà lão đã về tuổi già ngồi bên cạnh một đứa cháu gái. Và quý vị thấy đây là bà lão người dân tộc, có cái căng tay và hút tẩu thuốc mà nhìn đăm chiêu về tương lai, và đứa cháu cũng nhìn đăm chiêu, và hai bà cháu ngồi với một góc nhìn xa xôi về tương lai. Nó phản ánh một điều là trong xu thế toàn cầu hóa, xu thế hội nhập, xu thế hiện đại thì giữa cũ và mới, giữa cái truyền thống và hiện đại luôn luôn song hành, luôn luôn tạo ra những cái suy tư, rồi liệu mai đây những gì trong quá khứ nó còn tiếp diễn hay không, và hiện đại sẽ hiện đại đến mức nào. Thì qua bức tranh này, Iskri Đà Lạt đã gửi đến người thưởng lãm một thông điệp, một lời cảnh báo. Chúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ lại trong việc tương lai xã hội giữa cũ và mới, giữa kế thừa phát huy, phải tính toán kỹ để sao cho hài hòa, để biến cái điều suy tư trong bức tranh trở thành một cái thông điệp và đưa ra một đáp án, đó là một xã hội văn minh hiện đại. Nhưng mà những gì tốt đẹp của truyền thống cũng nên giữ gìn. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.